Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại thuốc trừ sâu TT-Lim 270SC có tính lưu dẫn, vị độc, thấm sâu nhanh, hiệu lực kéo dài, làm ước chế sâu non lột xác, chuyên đặc trị như sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu xanh da láng, dẹp xác, dày nâu, bọ trĩ. Quý bà con nên phun thuốc khi sâu hại mới nở. Lưu ý thời gian cách ly 10 ngày trước khi thu hoạch. Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé